Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người đến cái sàn AEX, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký và KYC ở trên cái sàn AEX này nhé. Thì hiện nay cái sàn AEX này nó đang phát triển rất là mạnh mẽ và nó có những cái dự án airdrop tương đối là tiềm năng với những giá trị rất là cao. Rồi ok mọi người, để đăng ký được cái sàn AEX này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả này. Thì sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó có hai cách đăng ký, một là mọi người sẽ đăng ký bằng số điện thoại, hai là sẽ đăng ký bằng email nhé. Thì mình khuyên mọi người nên đăng ký bằng email. Rồi tiếp theo ở dưới này, mọi người sẽ chọn quốc gia này. Thì ở đây thì mọi người sẽ chọn quốc gia Việt Nam cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email ở đây. Tiếp tục ở dưới này mọi người sẽ nhập mật khẩu nhé, và mật khẩu phải có ít nhất một chữ cái viết hoa, một ký tự đặc biệt và một chữ số nhé. Rồi mọi người sẽ nhập mật khẩu này. Rồi ok, sau khi nhập xong mật khẩu thì mọi người bấm chọn vào register cho mình. Rồi và mọi người sẽ kéo cái thanh trượt này để xác minh nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào chữ get này để nhận một cái mã đến từ email nhé. Và bây giờ mọi người sẽ quay trở lại mail cho mình. Và mọi người mở mail ra. Rồi mọi người sẽ mở cái mail của nó ra nhé. Và sau đó thì mọi người sẽ copy cái mã này gồm 6 chữ số và quay trở lại. Rồi sau khi nhập xong mã xác minh từ email, mọi người bấm chọn verify này. Lưu lại mật khẩu. Và ở đây thì mọi người bấm chọn claim now, là không biết là cái này nó đã có về hay không. Mọi người chọn claim now nhé. Rồi ok mọi người, sau khi mọi người bấm chọn claim xong thì ở đây nó có một cái app, đó là tải trên Google Play hoặc CH Play nhé. Thì nếu ai dùng Android mọi người sẽ bấm vào Google Play. Đó, thì không biết là app ở trên App Store hình như chưa có hay sao ấy. Thì bấm vào đây ra nào. Mình không biết là trên iOS có không. Thì mọi người, những ai dùng iPhone thì mọi người sẽ tự vào trang web của nó để download về nhé. Rồi, ở đây thì mình đã download về rồi. Và download trên CH Play cho nó chắc ăn. Mọi người chọn cài đặt này. Mọi người tải cái app về. Rồi sau khi tải app xong, mọi người mở app lên nhé. Và ở đây thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập vào. Mọi người sẽ bấm vào hình đầu người góc trái trên cùng đây. Mọi người bấm vào đây để đăng nhập này. Rồi bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào sàn này. Và khi đăng nhập vào sàn thì mọi người sẽ phải lấy một cái mã từ email nhé. Mọi người quay trở vào email này. Rồi mọi người sẽ phải lấy một cái mã xác minh từ email. Ok, sau khi đăng nhập thành công vào sàn, mọi người sẽ bấm vào hình đầu người bên góc tay trái. Và mọi người sẽ bấm chọn vào xác minh danh tính. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn xác minh này. Và ở đây thì mọi người sẽ chọn là quốc tịch Việt Nam nhé. Mọi người bấm tiếp theo. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mọi người sẽ nhập họ này, tên này, ngày tháng năm sinh. Và chọn loại giấy tờ tùy thân. Ở đây thì mọi người có thể chọn là căn cước công dân hoặc hộ chiếu nhé. Và vui lòng nhập số ID của căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Sau đó bấm vào bước tiếp theo cho mình. Thì cái thông tin này mình xin ẩn đi nhé. Rồi sau khi bấm vào bước tiếp theo là sang bước 2 thì mọi người sẽ tải lên là mặt trước của giấy tờ tùy thân, mặt sau của giấy tờ tùy thân và một cái bức ảnh selfie một tay cầm căn cước công dân hoặc hộ chiếu và một tay cầm cái bảng tên, bảng chữ nhé. Mọi người ghi như mẫu như này, ví dụ đây là AEX này, dưới là tên của mọi người nhé. Và tiếp theo là ngày tháng năm hiện tại, mọi người viết theo đúng cái mẫu này, chụp sẵn vào trong điện thoại và sau đó mọi người tải lên nhé. Rồi ok, thì ở đây thì mình sẽ tải dần lên các thứ.
Rồi sau khi tải đầy đủ các ảnh thì mọi người sẽ bấm vào bước tiếp theo. Rồi ở bước tiếp theo này thì nó yêu cầu là xác minh người thật, tức là mọi người sẽ phải chụp hình khuôn mặt selfie nhé, bằng cách chụp hình trực tiếp. Mọi người sẽ bấm vào bước tiếp theo này cho mình này. Rồi sau khi là mọi người chụp ảnh selfie khuôn mặt và làm theo hướng dẫn của nó thì nó sẽ chuyển đến cái phần xét duyệt. Thì ở đây cái việc xác xét duyệt KYC thành công hay không thì nó sẽ từ 1 đến 3 ngày làm việc nhé. Và khi mà nó có kết quả thì nó sẽ gửi mail về cho mọi người thành công hay không. Rồi ok mọi người, thì với cái sàn AIX này hiện nay đang có rất nhiều những cái dự án airdrop lớn và tiềm năng, nên mọi người hãy đăng ký cho mình một tài khoản nhé và thực hiện KYC ngay để tham gia các dự án airdrop của nó. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.